Tướng quân, từ từ. Tướng quân. Nè nè, nè. Nè, nè. Hoàng thượng của các ngươi thượng triều tại đây hả? Người đâu? Đưa Hồ Hợi lại đây cho ta. Là như vậy hả? Tướng quân nên tự xưng là quả nhân. Quả nhân cái gì? Quả nhân chính là cô gia quả nhân. Dạ phải. Ta không giống hắn. Ta có cả đống huynh đệ. Hả? Nè, nè. Tướng quân uống đi. Bái công, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Hào Quang sắp có chiến tranh. Lui lui. Dạ. Dạ. Chuyện gì hả? Ai đánh với ai? Là quân lính của Hạng Vũ. Bái công, hôm nay tôi chỉ muốn biết cố thủ Hào Quang là mệnh lệnh của vị tướng quân nào. Không có. Ai hạ lệnh không vậy? Không ai hạ lệnh hết. Phải đó. Ai hạ lệnh là vậy? Hả? Phản khoái là ngươi hả? Không có, tôi không có hạ lệnh. Lưu Quán, tôi không có. Chú Bột, tôi không có. Tào Tham, đều không có hạ lệnh nào như vậy hết. Ê, sao kỳ lạ vậy? Ai hạ lệnh nói vậy hả? Sao mọi người chẳng hiểu gì hết vậy? Ta và Hạng Vũ là huynh đệ với nhau. Hạng Vũ muốn vào thành, đó là chuyện đương nhiên rồi. Các ngươi chặn hắn để làm gì? Chúng ta vừa mới đánh Hạ Tần, các ngươi lại muốn đánh nhau nữa hả? Không ra gì cả. Điều tra, điều tra, hãy điều tra cho rõ xem rốt cuộc là ai đã hạ lệnh đó. Dạ. Ê, Tử Phòng, lại đây, lại đây. Nè, ai hạ lệnh vậy chứ? Nói thật với Tử Phòng nha, mệnh lệnh đó là do ta hạ đó. Bái công, ngài không nên hạ mệnh lệnh đó. Sao vậy? Có cái gì sai đâu. Ê, ta cũng thật là, lúc đó ta chỉ nghĩ cho binh lính canh gác tất cả các cửa ngõ thông tới Hàm Dương thôi. Nhưng mà ta không có kêu chúng đánh. Thật đó. Ê, không có sao đâu. Ta cảm thấy dù gì chúng ta cũng vào thành trước. Hoài Dương nói rồi, ai vào thành trước sẽ là Dương mà. Hơn nữa, thành Hàm Dương vừa có rượu ngon, vừa có mỹ nữ, hả? Chúng ta đóng cửa thành sống qua ngày, giống như hồi ở huyện Bái, có gì là không hay đâu. Bái công, ngài có biết hậu quả của việc ngài làm là như thế nào không? Ngài nghĩ hạ lệnh cố thủ Hào Quang thì Hào Quang sẽ là của ngài sao? Hàm Dương sẽ là của ngài sao? Ngài sẽ làm hán trung dương sao? Ta vốn dĩ là Dương mà. Hoài Dương có nói rõ rồi, ai vào thành trước là Dương, hả? Ta là Dương rồi còn gì? Ngài hồ đồ rồi. Hàng Vũ chấp nhận cho ngài làm Dương hay sao? Bây giờ hắn tìm ngài khắp nơi, muốn nuốt chửng ngài đó biết chưa? Hắn dám hả? Trong mắt hắn còn có Hoài Dương hay không? Ngôi Dương này là do Hoài Dương phong, có phải không? Tử Phong huynh à, bình tĩnh, bình tĩnh đi hả? Huynh nói trong thành Hàm Dương này biết bao nhiêu vàng bạc của cải, binh lính sung túc, lương thảo cũng không cần phải lo. Chúng ta đóng cửa thành lại, ở trong thành hưởng thụ, có sao đâu. Hạng Vũ làm gì được ta chứ? Kể cả Hoài Dương cũng không làm gì được ta mà. Vậy không phải quá tốt hơn sao? Vừa nói xem. Nào nào, bình tĩnh, bình tĩnh đi ha. Bình tĩnh đi hả? Được, ngài hãy ôm lấy mỹ nữ của ngài, giữ lấy vàng bạc của ngài, ôm lấy thành Hàm Dương của ngài, đợi Hạng Vũ tới đây tìm ngài đi. Ê nè, Tử Phong, đừng có chuyện nhỏ xé ra to, đừng có làm lớn chuyện vậy chứ. Tử Phong à, ta cảm thấy huynh nên tìm dạy mỹ nữ giúp huynh hạ quả trong lòng đi. Làm huynh bớt buồn phiền,
Mau chạy đi. Chạy đi. Rượu của ta người trả tiền đi. Chết đi. Lão dấu người phải trả tiền. Trả tiền đi. Rượu của ta đi. Cũng phải trả tiền chứ. Chạy đi. Cẩn thận đó. Dám đánh ta hả? Nghe đồng cuối. Giết. Không được giết người. Tổng quân. Ai cho người vi phạm quân lệnh chứ? Cút. Dạ. Chạy đi. À, chạy đi. Tiên sinh, ta đi tuần thị từ đêm tới giờ, chỉ nhìn thấy mỗi mình tướng quân ngài. Các tướng khác đâu? Ngài nhìn đi, chẳng lẽ binh sĩ cả thành chẳng có ai thống lĩnh hay sao? À, chuyện này do Tiêu đại nhân phụ trách. Mau dẫn ta đi gặp ông ấy. Ừ, mời. Nè, đưa hết tiền ra đây. Tiên sinh nói rất đúng. Ta cũng biết rõ chuyện này. Tối qua ta đã kêu Tào Tham thu đại quân về doanh trại chỉnh đốn quân luật. Không ngờ là hôm nay tình hình lại ra cớ sự này. Chúa công cho hai vạn binh mã ra khỏi doanh trại quấy nhiễu Hàm Dương, thực sự là tai họa lớn. Cổ nhân dạy binh phải lấy dân làm gốc. Việc lần này không chỉ làm hại bá tánh Hàm Dương, mà còn khiến cho Trương Lương tiên sinh phải lo lắng nữa. Tiêu đại nhân, ngài cũng từng là quan của nhà Tần. Tình hình như hiện nay so với thời Tần Thủy Hoàng, thời Hồ Hợi thì thế nào? Ê là Hàm Dương chưa từng hứng chịu đại họa kiểu này. Ta đi theo bái công, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu lực đổ bạo Tần, trả lại cho bá tánh những ngày tháng yên bình. Nhưng mà với tình hình hiện nay, ta còn gì lưu luyến nơi này nữa. Tiêu đại nhân, xin cáo biệt tại đây. Tử Phong dừng bước. Tử Phong, ngài không thể đi. Như vậy đi, hãy cho tôi thêm thời gian. Nếu tình hình vẫn không có gì biến chuyển, ngài đi vẫn không muộn, được không? Tiêu đại nhân, cho dù bây giờ chúng ta không suy nghĩ cho bá tánh ở Hàm Dương, thì cũng phải nghĩ tới hai vạn binh mã cực khổ lắm chúng ta mới tập hợp lại được. Đại nhân đừng có quên là ở nơi chẳng cách chúng ta bao xa, vẫn còn một người đang hăm hê muốn giết chúng ta. Nếu như hắn biết tình hình của thành Hàm Dương hiện giờ, thì trong vòng vài ngày nơi này sẽ trở thành mồ chôn của chúng ta đó. Người mà ngài muốn nói là Hạng Vũ. Xin Tiêu đại nhân hãy nghĩ kỹ đi. Đa tạ Tử Phòng kịp thời nhắc nhở. Chuyện tới nước này, sao ngài còn có thể an nhàn ngồi đây được hả? Đó chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Á phụ không cần phải lo lắng vậy đâu. Ngài hãy mở to mắt ra coi đi. Lưu Bang đã xưng vương trong thành Hàm Dương rồi, ra vẻ hống hách bắt người khác quỳ trước mặt của hắn. Á phụ đừng nói chuyện cười nữa. Lời đồn dù chỉ một chữ ta cũng không tin đâu. Thật là buồn cười. Lão phu đã hơn 70 tuổi rồi, khi nào nói đùa với ngài đâu. Tin tức báo về, Lưu Bang tiến vào hoàng cung, đóng chặt cửa lại. Đang sống cuộc sống có một vị hoàng đế kìa, hắn vốn không coi trọng mình ước giữa hắn với ngài một chút nào. Thật vậy sao? Thật đó. Á phụ, trong lòng người rất rõ, kẻ tiểu nhân như Lưu Bang trong lòng lúc nào cũng có những tính toán cá nhân cho bản thân mình. Nào, mời ngồi, mời ngồi. Nhưng nếu nói rằng hắn dám tự xưng vương, hắn không có cái gan đó đâu. Hơn nữa, ta và hắn đã kết nghĩa với nhau, hắn không dám đâu.
chuyện kết nghĩa đó nói ra là thuốc mê Lưu Bang dùng để yên lòng ngài mà thôi. Ngài còn tin là thật nữa. Sự thật là từ khi Bành Thành xuất binh tới nay, trước giờ hắn chưa từng có hành động ngôn từ cử chỉ gì phản bội ở sau lưng của ta hết. Có từ đầu rồi. Á phụ người nói sao? Coi như ta chưa nói. Không, người nói rõ ra đi. Có phải có chuyện gì mà ta không biết không? Khi Lưu Bang âm thầm giết Cương Vũ Hầu và thôn tính binh mã dưới trướng của hắn thì chính lúc đó hắn đã hạ quyết tâm đối đầu với ngài rồi. Cương Vũ Hầu, hắn chẳng phải là người của Ngụy Dương sao? Có liên quan gì tới ta? Ta kêu Ngụy Dương phái đi đó. Tại sao á phụ không nói ta biết? Ta sợ ngài mềm lòng không đề phòng với Lưu Bang. Ta mới á phụ, người không nên giấu ta chứ. Chuyện này coi như là lỗi của ta đi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp, lập tức phái binh vào thành. Đủ rồi, á phụ ra ngoài đi. Ta muốn một mình ở đây. Không nghe lời trung, thiên tài tức chết mà. Năm ngàn binh mã bình loạn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trung Liên Muội chỉ có quyền điều động số binh mã này thôi. Nhiều đây đủ rồi. Trung tướng quân, chuyện này chúng ta biết thôi, không thể để cho Vũ Nhi biết. Sau này nếu Vũ Nhi nổi giận trách tội, đừng có việc đổ hết lên đầu lão phu là được. Tôi biết ngài làm như vậy là muốn tốt cho tướng quân, nhưng mà chính khí của ngài ấy thế nào ngài cũng hiểu rồi đó. Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì tôi chịu hết trách nhiệm. Lão phu đã tạ nghe Trung Ly tướng quân. Sau khi tướng quân tới Hào Quan rồi, không nên chỉ biết mỗi đánh trận. Không đánh thì tới đó làm gì? Sau khi vào quan thì hãy tung tin đồn khắp nơi, cứ nói là Hạng Vũ tướng quân hành quân ngày đêm đã tiến tới Hàm Cốc Quan, chẳng mấy chốc sẽ tới Hàm Dương. Vậy chẳng phải sẽ khiến Lưu Bang có bước chuẩn bị trước hay sao? Với thực lực của Lưu Bang như bây giờ, Tiêu tướng quân muốn đánh hắn thì hắn sẽ tan xương nát thịt ngay mà thôi. Cậu đi lần này không phải để chiến đấu, mà là để ép cho Lưu Bang lòi cái đuôi hồ ly của hắn ta ra, để Tiêu tướng quân nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Cho hắn ở đó mà nằm mơ làm hoàng đế. Chờ chết đi. Tôi hiểu rồi. Đại nhân tha mạng. Tào Vô Thương, người cướp người phụ nữ của hắn là còn muốn giết hắn nữa sao? Là đạo lý gì chứ? Bái công có lệnh, ba quân chúc mừng thắng lợi. Người nào nhìn thấy trước là của người đó. Ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng làm được mà. Ngươi đi cướp đi. Ngươi tránh ra cho ta. Lão tử không tránh. Ta là Hữu tướng quân, một tên phó tướng tả quân như ngươi dám cả gan kháng lệnh ta sao? Chu Bột, ngươi nhìn cho kỹ đi. Xung quanh đây đều là lính của ngươi, nhưng mà bây giờ họ đều nghe lời của ta. Các huynh đệ, đem Chu Bột quăng ra ngoài cho ta. Mỗi người sẽ được thưởng 10 hào tiền. Đúng. Quăng ra ngoài. Quăng ra ngoài. Chết đi. Thật khoái, sao ngươi dám? Tào Vô Thương, ngươi dám làm phản? Đẹp làm gì vậy? Phạt quá huynh đệ, dừng tay đi. Dừng tay, Chu Bột. Lão tự vì muốn giúp cho huynh thôi. Huynh đừng có phí lời. Ta đánh chết ngươi. Phạt quá huynh đệ, Tào Vô Thương sống vô nhà dân hại người, giấu giếm của cải, hối lộ quân sĩ. Chuyện này cứ để cho Tào Tham tướng quân xử lý. Xin đừng có làm phóng quân kỹ. Chứ,
Tào Tham không muốn quản chuyện đó nữa. Để ta tẩn tên tiểu tử này trước. Phản quá huynh đệ, phản quá huynh đệ. Hay là ta đi tìm Tiêu đại nhân, chắc sẽ có quy tắc xử lý thôi. Tiêu đại nhân. Được, để xem Tiêu đại nhân xử lý hắn thế nào. Đứng lên. Phản khoái. Đi, đi mau. Phản khoái. Đi, mau lên. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Qua đó. Có chuyện gì mà thành như vậy hả? Tiêu đại nhân, ban ngày ban mặt tạo vô thương hắn, dung túng cho thủ hạ tác quái trong dân, cướp của người dân. Đáng tức hơn là hắn không chỉ cướp thê người khác mà còn muốn giết tướng công của người ta. Hắn đúng là không bằng loại cầm thú. Tiêu đại nhân, tôi cũng chỉ định giết một tên tiểu quan của nhà Tần mà thôi. Ngài nói xem, trước đây chúng ta hoài tác quái ức hiếp dân lành, bây giờ chúng ta có nên giết chúng đi để hả cơn giận hay không chứ? Còn về phụ nữ đó, phụ nữ của quân Tần thuộc về ta, cũng coi như là chiến lợi phẩm mà. Hắn nội lão, chứ không phải ta ngăn cản. Hắn không chỉ giết trượng phu đoạt thê tử, còn sai cái binh sĩ ra tay với Chu Bột nữa. Tiêu đại nhân, ngài hãy mau vào trong thành mà coi đi. Trong thành bây giờ loạn tới mức không tưởng tượng nổi. Hoàng tướng quân, thả hắn đi. Hả? Cái gì? Thả hắn ra? Tại sao vậy? Thả hắn ra đi. Tạ Tiêu đại nhân. Hoàng tướng quân. Hả? Nếu tướng quân giết cả 10 tàu vô thương thì với cục diện loạn lạc trước mắt cũng chẳng có tác dụng gì. Đây chính là mệnh lệnh của chúa công, để đại quân nghỉ ngơi 3 ngày, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái ở trong thành. Chỉ có chúa công thu lại mệnh lệnh, chúng ta thu quân về doanh trại mới trả thái bình về lại cho Hàm Dương. Chúa công nói là cho nghỉ ngơi 3 ngày, chứ đâu có nói là ức hiếp dân lành hãm hại ba tánh đâu. Được, vậy để ta đi tìm chúa công, kêu chúa công thu lại mệnh lệnh. Ta cho ngươi biết, ngươi gặp chúa công hãy nói như vậy. Phan tướng quân, Phan tránh ra, tránh ra, cút đi, cút. Dạ, dạ. Cút. Phan tướng quân, Phan tướng quân. Chúa công, chúa công. Trong thành bây giờ đại loạn lên rồi. Chúa công, ngài vẫn chưa tỉnh sao? Không phải ngươi đang làm loạn hay sao? Ai làm loạn chứ? Hàn Vũ còn chưa chết, hắn đang ở ngoài thành Hàm Cốc theo dõi từng bước đi của chúa công. Người muốn có được thiên hạ hay là chỉ muốn làm một phú ông thôi? Đi ra. Chúa công, ngài đi ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Các huynh đệ, những việc xảy ra gần đây đều tại ta. Cố thủ Hào Quang làm mệnh lệnh của ta, gây ra chuyện lớn. Còn kỷ luật quân đội hiện nay
vô cùng lỏng lẻo là ta không tốt, là ta không làm tấm gương tốt. Chú Công, chuyện này không trách ngài được, là do Hạng Vũ cố tình gây rối. Ngươi không cần phải chống chế giúp ta, ta dám làm thì ta dám chịu. Chú Công, mau nghĩ ra cách gì đi. Việc cấp bách hiện giờ chính là chỉnh đốn quân kỷ. Chỉnh đốn quân kỷ rất là quan trọng, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta rời khỏi nơi này còn quan trọng hơn. Rời khỏi Hàm Dương à? Đúng đó. Chú Công, chúng ta không thể rời khỏi nơi đây. Ở đây có lương thực, có binh khí, chúng ta mà đi khỏi đây thì chẳng còn gì hết. Phải, ta cũng không muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục ở lại Hàm Dương này thì sẽ tạo cơ hội cho Hạng Vũ đánh chúng ta, cho nên chúng ta buộc phải đi khỏi đây. Thông báo cho các tướng sĩ rằng bỏ nặng giữ nhẹ, không một người nào được ở lại đây, toàn bộ rút về Bá Thượng. Đã ghi chép xong hết chưa? Bẩm đại nhân, các loại châu báu trang sức đều đã ghi chép xong hết rồi. Được, làm tiếp một kế đi. Được, xuất phát. Tào tướng quân. Trương đại nhân. Tướng quân, ngài định đi đâu vậy? À, chú Công có lệnh phải rời khỏi Hàm Dương. Tôi đang chuẩn bị đi tới Bá Thượng. Cáo từ. Đi đi, đi thôi, đi thôi, đi. Ủa? Chuyện này là sao vậy? Tào tướng quân, chuyện này là sao hả? À, cái này, những thứ này chỉ là muối bỏ biển ớt của A Phòng thôi. Tôi sẵn tiền lấy một ít. À, Tưởng Phòng tiên sinh, ngài yên tâm đi, tôi không để cho mọi người bị thiệt thòi đâu. Chúa Công đã hạ lệnh, bất cứ ai cũng không được giấu vàng bạc của cải, vi phạm sẽ phạt nặng. Lại thân là một phó tướng quân, chẳng lẽ lại không biết sao? À, vậy thì xin Tưởng Phòng tiên sinh bỏ qua cho lần này nha. Làm đúng theo quân pháp. Đưa đi. Dạ. Tưởng Phòng tiên sinh, chúng ta không thù có quán, ngài hạ tất phải xử phạt ta chứ. Hả? Đi. Đi, đi, mở lên. Đệ nhân. À, mời. Mời. Những đồ này chắc là có tổn hại mất mát phải không? Bẩm đại nhân, không hề có tổn hại hay mất mát gì cả. Đại nhân, đó là thuế khóa của các quận, sắp xếp theo tháng và theo năm. Tốt. Đại nhân, đó là bản đồ sông ngòi, các trận hồng thủy đều được ghi chép lại. Còn đây là sách ghi thiên tượng. Ở kia là sổ ghi chép tội phạm, phạm tội lần đầu, phạm các tội khác nhau. Tốt. Người đâu? Đại nhân. Đem cất giữ cẩn thận những thứ này để ta kiểm tra sau. Dạ, dạ. Sơn hà địa mạo, quan ải hiểm yếu, nhưng hộ nhiều ít. Xem xong chỗ này có thể nắm được tất cả. Xin hỏi quý tánh đại danh của đại nhân? Ta là Tiêu Hà. Còn ngài là? Tại hạ Thúc Tôn Thông, được diện kiến các hạ vinh hạnh vô cùng. À, ngài là tiến sĩ Thúc Tôn Thông. À, đúng vậy. Thúc Tôn Thông, nhà Tần diệt vong, ông đã có dự định gì chưa? Tôi đã dốc hết sức, tôi cũng định cáo quan về quê. Thúc Tôn Thông, chúa công chúng tôi chiêu hiền đại sĩ, ông có thể ở lại Hàm Dương này phò tá cho chúa công tôi. Bẩm đại nhân, tôi nghe nói là bái công rất ghét nho sinh, tôi nghĩ mình nên thuận theo ý trời, tránh đi thì hơn. Được, nếu ông đã quyết,
vì tôi cũng không miễn cưỡng. Xin ông hãy bảo trọng. Đa tạ đại nhân. Tất cả các cửa đóng chặt, gài chốt, dán lên các chữ niêm phong. Các cửa lương khố, cửa cung đều bị niêm phong. Lưu Bang còn ban bố mệnh lệnh châu báu trang sức các loại, bao gồm các đồ dùng trong cung, bất luận lớn nhỏ, đều phải ghi chép hết vào sổ. Bất cứ ai cũng không được giấu giếm tư lợi. Lưu luyến không đành lòng rời bỏ thành Hàm Dương, đại quân của Lưu Bang lên đường thẳng tiến tới Bá Thượng. Hạng Vũ không cần tới mấy ngày đã tới Hàm Cốc Quan rồi. Vậy thì bức thư đó cần phải viết ngay, tranh thủ lúc Hạng Vũ vừa tới Hàm Dương thì bức thư đó cũng vừa đưa tới tay hắn. Chúa công, chúng ta đã rời bỏ Hàm Dương rồi, tại sao còn phải tỏ vẻ yếu đuối trong thư nữa? Tiêu đại nhân, sao ông lại không hiểu vậy chứ? Như vậy đi, đại nhân cứ nghe ta đi, hãy mau viết thư. Hắn có cả ngàn lý do để giết chúng ta đó. Mình phải ra vẻ yếu đuối, bò trên mặt đất cũng không sao. Cứ như vậy đi, mau đi đi, được không? Đi đi, hả? Được rồi. Á phụ, tướng quân, cái tên này nói hắn có quân vụ khẩn cấp cần báo với tướng quân. Nói đi. Xin hạ tướng quân cho thủ hạ lui ra. Dạ. Tại hạ Tào Du Thư, Tả Tư Mã trong quân của Bái Công. Thì ra là sứ giả của Bái Công. Tào tướng quân mời ngồi. Không phải sứ giả của Bái Công, mà tại hạ thật tâm muốn về với Hạng tướng quân. Đứng lên nói tiếp đi. Tào tướng quân làm chức tư mã có thể thấy được Bái Công trọng dụng. Theo lão phu được biết, Tào tướng quân từ lúc đi theo Bái Công khởi nghĩa cho tới nay tham chiến 10 trận lớn nhỏ. Nay vì cớ gì mà rời bỏ Bái Công? Vì Lưu Quý tưởng phạt không phân minh, chúng tôi không phục. Toàn quân khổ sở tấn công vào trong quan. Đúng ra phải luận công ban thưởng. Còn như cái đám phản khoái Lưu Quán, huynh đệ kết nghĩa được trọng thưởng. Con người không thân không thích gì như tôi, không những không được ban thưởng một chút gì, mà còn vì lỗi nhỏ mà phải chịu hình phạt thật nặng nữa. Bái Công là người như vậy sao? Tào tướng quân thật lòng muốn đầu quân, nên thưởng gì mới xứng đây? Chỉ cần luận công ban thưởng, tôi tới đây không phải tới tay không. Xin hiến lên bản đồ phòng bị của quân Lưu Quý. Đợi lúc tướng quân tiến công tới, tôi nguyện làm nội ứng. Huynh nói gì chứ? Vũ tướng quân nhà ta hôm nay đột nhiên hạ lệnh, ngay giờ khắc này ba quân tướng sĩ đang đào hố nấu cơm, đao kiếm sẵn sàng bên thân, chỉ đợi khi trời sáng là tiến công vào Bá Thượng ngay. Thử phòng huynh, theo tôi được biết, tất cả binh mã Bái Công của huynh cộng tất cả lại cũng không quá 10 vạn. Trên có già yếu bệnh tật, sao có thể kháng cự lại 40 vạn đại quân hùng hổ của Hạng Vũ đây? Hạng bá huynh, sao huynh lại như vậy? Ta dám tuyên bố lần này Bái Công chắc chắn thất bại. Hãy mau đi theo ta, huynh không nhất thiết phải sống chết bán mạng cho Bái Công nữa. Hạng bá huynh, không biết Bái Công có tội gì mà để Hạng tướng quân xuất quân tấn công như vậy? Hay cho câu có tội gì, huynh thực sự không hiểu hay là giả không hiểu đây? Tại hạ thực sự là không hiểu. Vậy ta nói huynh biết, Hạng Vũ nhà ta từ khi khởi nghĩa tới nay vẫn luôn góp công lớn diệt Tần Tây tiến vào tới Hào Quang. Huynh không những không ra thành nghênh tiếp, mà còn sát thương binh sĩ của chúng tôi. Vì vậy làm đại tướng quân tức giận, nên mới hạ lệnh tấn công vào Hào Quang và tìm Bái Công để khai chiến.
Tại Hào Quang giết người của Hạng tướng quân. Lữ Phong, Hạng bá ta trước nay chưa từng nói dối. Đáng giận hơn nữa là đám quân sĩ thủ thành đó lại ngang nhiên kêu to cái gì lạ. Nếu không có mệnh lệnh của bái công, bất cứ ai cũng không được vào. Không rồi, Hạng bá huynh, người đã hạ lệnh cố thủ Hào Quang chính là ta, không phải là bái công đâu. Sao chứ? Là huynh hạ lệnh à? Hạng bá huynh, huynh nghe ta nói, từng tuy là đã đầu hàng nhưng mà thiên hạ chưa ổn định. Ta sợ bọn thảo cấu lưu vong sẽ tới nhiễu loạn bá tánh Hàm Dương nên mới sai binh cố thủ Hào Quang. Nếu như có tội gì thì cũng do ta chịu, không phải là bái công. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được nói với người khác, không thì mạng này của tại hạ khó mà bảo toàn. Trời ơi, Tử Phong huynh, giờ thì có nói gì cũng vô ích thôi. Dù huynh có thay bái công nhận tội hay không cũng vậy, hay là mọi chuyện do huynh cũng được. Bây giờ cấp bách nhất là mau bảo toàn tính mạng, mau đi. Khoan đã, Hàng bá huynh, bái công không bạc đãi ta. Ta đi không là từ biệt như vậy bất nhân bất nghĩa. Nếu như phải đi, cũng phải đi từ biệt trước đã. Trương Tử Phong, huynh bị điên rồi hay là huynh muốn hại ta? Dù huynh không nghĩ tới việc đại chiến hai quân sắp tới, ta chạy tới chỗ của huynh nói câu thật lòng ra là ta đã có lỗi với Vũ tướng quân nhà ta rồi. Nếu ta không vì nể ân tình nghĩa huynh đã từng cứu mạng ta thì ta làm sao dám mạo hiểm chạy tới tận đây tiết lộ quân tình tội chặt đầu để báo cho huynh biết chứ. Hạng bá huynh, huynh yên tâm đi, ta sẽ không làm khó huynh đâu. Huynh đợi ta chút, ta đi rồi sẽ về ngay. Nè Tử Phong, Tử Phong. Ê, tá Tư Mã, đêm khuya tới đây có chuyện gì không? Tại hạ có chuyện riêng muốn tịnh giáo Tử Phong tiên sinh. Tử Phong tiên sinh, tới chỗ bái công có việc rồi. Được, vậy thì tại hạ cáo từ. Bái công, bái công. Có chuyện gì? Bái công, Hạng bá tới rồi. Hắn nói gì vậy? Hạng Vũ sáng sớm mai sẽ nhuộm đỏ bá thượng. Sáng mai? Sáng mai. Bái công, ngài nên tới đó gặp ông ta đi. Bái công, tôi đã nói với Hạng bá rồi, phái binh cố thủ Hào Quang là mệnh lệnh của tôi. Vậy đi, ta sẽ đi gặp Tiêu Hạ trước, bàn bạc với Tiêu đại nhân một chút. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách. Hạng bá huynh đợi lâu rồi. Tử Phong huynh, cuối cùng huynh cũng đã quay lại rồi. Mau đi với ta, trời bây giờ đã tối tới mức này rồi. Mau đi Hạng bá huynh, bái công muốn gặp mặt huynh. Huynh, hay cho Tử Phong huynh, ta nể tình huynh từng có ơn cứu mạng ta, cho nên ta mới mạo hiểm tới đây để mà cứu huynh. Huynh làm vậy là dồn tay vào con đường chết. Huynh, lương tâm huynh ở đâu? Lấy quán báo ơn sao? Hạng bá tướng quân, nghe danh đã lâu. Hạng bá tướng quân, ta nhớ lần trước chúng ta gặp nhau là lúc bàn bạc mưu sự ở Tiết Thành mà, đúng không? Quả là có chuyện này. Về chuyện lần này, ngài không nên trách Tử Phong. Ngài coi, ngài từ xa tới đây, chúng ta đã cùng nhau bàn chuyện lớn thì phải gặp nhau một lần chứ, đúng không? Không phải, tôi thì nè, ngồi xuống bàn chuyện đi. Nào, ngồi đi. Hạng bá, ngày mai Hạng Vũ đem tình binh tới đi nhuộm máu bá thượng, có chuyện này không? Tiêu Hà, bọn ta là bằng hữu cũ gặp nhau, chỉ nói chuyện tình cảm không nói tới chính sự. Chú công, đây chính là tình nghĩa đó. Chú công chúng tôi đường đường chính chính, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với quân sở, chưa làm gì có lỗi với thiên hạ các chư hầu. Tại sao hắn lại tới đánh chứ? Tiêu Hà, đây là tình nghĩa huynh đệ giữa chúng tôi với nhau mà. Bây giờ
Hạng Vũ tướng quân tới thảo phạt ta, chắc chắn là nghe lời của người khác suối bậy. Có người đang ở giữa cây ly gián, Hạng Vũ sớm muộn gì cũng hiểu thôi. Hạng Bá tướng quân, tôi nói có đúng không? Đúng. Nghe tôi nói, sự việc lần này chắc chắn là có tiểu nhân muốn giở trò ly gián. Hắn thảo phạt huynh đệ một nhà như vậy thì ăn nói như thế nào với các chư hầu theo hắn ta, đối diện thế nào với bá tánh thiên hạ, hắn làm như thế nào có được giang sơn đây chứ? Được rồi, đủ rồi, đủ rồi, lui ra đi, lui ra đi. Được, Hạng Vũ đã quyết chủ ý như vậy, nhất định tới đánh thì cứ để cho hắn tới đi, chúng tôi sẽ đợi. Hạng Vũ hắn làm chuyện như vậy thật sự vô cùng hoang đường, vô cùng ngu xuẩn. Lui ra đi. Cáo từ. Nè, Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân. Hạng Bá huynh, Tiêu đại nhân tuy ăn nói gay gắt như vậy nhưng mà tính cách khẳng khái, nói cũng có lý. Hạng Bá huynh, tôi thật sự chỉ muốn biết Hạng Vũ tướng quân bây giờ rốt cuộc là có ý gì. Huynh, bái công. Tôi là người thấy Vũ Nhi nhà chúng tôi lớn lên, thật ra nó là một người chỉ quan tâm trước mắt, không quan tâm tới chuyện sau này. Việc đã tới nước này, Hạng Bá tôi cũng vô phương cứu chữa. Bái công à. Ngồi đi. Tôi vốn dĩ là chuyện này tôi không có muốn nhắc tới. Việc đã tới nước này tôi không thể không nói. Tôi chết thì cũng phải chết cho rõ ràng. Các ngài không biết rằng chúng tôi cũng có cái khó của chúng tôi, cũng có sự thiệt thòi của chúng tôi. Bái công, vậy từ lúc khởi sự tới nay, quân của bái công ngài khí thế mạnh như vũ bão, tiên phong đi đầu vào quan, ngài còn có thể bị thiệt thòi gì nữa chứ? Chúng tôi không có thiệt thòi. Thật sao? Đúng, quả thật là chúng tôi đã vào quan trước. Nhưng sao các ngài không hỏi thử xem, sau khi chúng tôi vào quan thì đã làm những gì rồi? Vì Hạng Vũ tướng quân, chúng tôi đầu tiên không xâm phạm gì cả, đúng không? Sau đó lại theo ba điều giao ước, ngân khố chúng tôi đã niêm phong toàn bộ lại, đợi Hạng Vũ tướng quân tiếp nhận. Sở Hoài Dương đã quy định rõ ai vào quan trước làm dương. Hạng Bá tướng quân, tôi đã xưng dương chưa? Tôi không hề. Tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi Hạng Vũ tướng quân tới đây. Nhưng mà điều tôi không ngờ đó là đợi hắn tới là hắn sẽ đem quân giết chúng tôi. Tại sao chứ? Thật không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là tôi đã sai ở điểm nào chứ? Vậy bái công à, Hạng Bá huynh. Bái công đã tới nước này, giải thích thế nào cũng vô ích. Vì đại nghiệp diệt tần, đại trượng phu, tại sao đầu lìa khỏi cổ? Hạng Bá huynh, đa tạ huynh, xin huynh hãy trở về đi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sẽ ở lại nơi này cùng với bái công sống chết có nhau. Trương Lương huynh, huynh, bái công, lẽ nào là chuyện này không thể quá giải sao? Đừng nói nữa, nói cũng vô ích. Không nói nữa,
Bái công. Lưu Bang tôi có chết cũng không sao, chỉ đáng tiếc là tình nghĩa huynh đệ giữa tôi và Hạng Vũ không sao cả. Hạng Vũ huynh đệ trước sau gì cũng sẽ hiểu. Hơn nữa, người đời sau đối với chuyện này sẽ tự có nhận xét. Tử Phong, bây giờ tôi sẽ quay về khuyên nhủ Điệt Nhi nhà tôi, nhất định sẽ biểu nó. Đừng có để gì tôi mà làm hỏng quan hệ thúc Điệt hai người. Bái công. Hàng Bá huynh, khoan, đừng có nói gì cả Tử Phong huynh. Tử Phong, bây giờ tôi sẽ đi, lập tức về doanh trại. Tôi nhất định sẽ thuyết phục Điệt Nhi để nó hóa giải chiến tranh thành hòa bình. Vậy thì nhờ hết vào huynh. Cáo từ. Tử Phong huynh, chuyện này á thật là khiến Hạng Báo tôi khó xử rồi. Hạng Báo huynh, Bái Công là người khoan dung nhân hậu, cho nên về sau nếu như có cơ hội thì... Tử Phong, huynh không cần phải nói gì hết. Trong lòng Hạng Báo tôi có tính toán, xin bái biệt từ đây. Xin bái biệt. Chào. Toàn bộ tình hình quân Hán chính là như vậy. Hạng Bá nghĩ rằng chuyện này hệ trọng, Vũ Nhi, sự việc lần này còn phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới hành động. Xin thúc phụ cứ về trước, đợi lát nữa con và á phụ bàn bạc xong sẽ định đoạt sau. Được, quân sư, Hạng Bá xin cáo từ. Hạng Bá bị lừa là do Lưu Bang và Tiêu Hà câu kết giở trò, muốn chúng ta nghe được đoạn đối thoại đó. Màn diễn thật quá vụng về. Nếu đã như vậy thì cứ theo kế hoạch cũ tiến công đi. Không được. Sao á phụ lại đổi ý rồi chứ? Lưu Bang có quốc ức hay không không quan trọng, nhất định là phải giết. Nhưng mà Tiêu Hà nói cũng đúng, đây không phải là chuyện của một người. Hãy xem các nước chư hầu có biện pháp nào không. Á phụ à, lẽ nào người đã quên khi chúng ta giấy thành Cự Lộc xong, đám nhát gan Trần Dư Trương Dị đó chỉ biết trốn mất. Chính là ta đã đánh bại Chương Hàm Dương Ly, là ta đã tiêu diệt nước Tần. Bây giờ lại còn phải nghe theo ý kiến của bọn họ sao? Đánh thiên hạ không giống với trị thiên hạ. Trên chiến trường phải dựa vào sự dũng mãnh, chiến sĩ phải dùng tính mạng mình. Nhưng ngài có nghĩ sau này không? Sau khi chiến tranh kết thúc thì sao? Là công cuộc trị thiên hạ kéo dài, quan trọng nhất là phải ổn định. Lưu Bang là một người có dạ tâm, hắn có thể bình tĩnh yên ắng thuần phục ngài hay không? Đám người Ngụy Dương Báo và Trần Dư đó không có đầu óc là một đám tầm thường, nhưng trị thiên hạ lại cần những người tầm thường này. Ngài có thể coi thường bọn họ, nhưng mà không để đắc tội được. Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi, nên làm thế nào? Tương kế tự kế, gửi tìm mời các chư hầu tới thăm dò ý kiến của bọn họ. Dọa chết ta rồi. Hôm nay đúng là dọa chết ta rồi. Cũng may ta không mở miệng nói trước đó. Không có sao đâu, chàng nghỉ ngơi sớm đi. Dọa chết ta rồi. Dọa chết ta rồi. Phu nhân à, làm sao nàng lại biết ta không muốn giết Lưu Quý? Sao nàng lại biết là bọn họ, những người xung quanh đó đều muốn giết chết hắn? Thật ra các người nghĩ như thế nào đối với Hạng Vũ mà nói không quan trọng. Hạng Vũ của hôm nay chính là con hổ dũng mãnh, chúng ta phải theo hắn. Chàng thật sự cho rằng Hạng Vũ rất khó xử sao?
phu nhân à. Ý nàng là muốn nói tên Hạng Vũ đó chỉ giả vờ hỏi chúng ta thôi à? Chàng nói xem. Ê, phu nhân à, thật ra chẳng phải là ta không hiểu nên mới hỏi nàng sao? Hả? Lúc đầu khi chàng cướp thiếp về đây, trong tay chàng có đại quân, còn thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối. Cho dù thiếp không đồng ý, chàng có chấp nhận không? Phu nhân à, nếu như mà bây giờ ta lại cướp nàng về đây thì nàng có đồng ý không? Ta đã nói mà, đám chuột nhắt này, lá gan của bọn chúng còn nhỏ hơn là ta tưởng tượng nữa, không ai dám phản đối ta. Không phải sợ hãi, bọn chúng là vì lợi ích. Tiêu Hà thông minh quá thành ra bị thông minh hại. Hắn đã toàn tính quá cao, đã lộ thực lực, không nhìn thấy hiện thực. Hoài Dương dự định đó là dùng người chiến thắng chặn học như kẻ yếu. Các chư hầu hy vọng được phong đất, phần đất giống như chia bánh. Bánh lớn như vậy, số người cần chia lại không ít. Trong lòng các chư hầu đều hiểu rõ, nếu như bọn họ cùng lộ diện với Lưu Bang, không bằng giết chết hắn ta. Mọi người đều chia được thêm một ít. Những lời này của người nghe cứ sao giống như là dòng điệu của đám thô lỗ Tô Tần Trương Nghi vậy. Ta biết là ngài coi thường bọn họ. Bọn họ không thể được giống như ngài vậy, là một anh hùng trên chiến trường. Nhưng mà bọn họ dùng đầu và cái miệng, ít nhất thì có thể tránh được chết chóc và đổ máu, không phải tốt hơn sao? Ta lại thấy rằng những tính toán này có chút đáng khinh. Lưu Bang cướp công ở Hàm Dương quên hết tất cả, không đáng khinh hơn sao? Được rồi, được rồi, đây là những tranh cãi không cần thiết. Truyền lệnh cho Tam Quân chuẩn bị tiến công thôi. Không,